Video Sai kính chào quý vị và các bạn. Khoảnh khắc đưa một siêu phẩm của anh Mạnh, nhà gỗ Hải Hậu, một cây trực cổ quý vị ạ. Một những siêu phẩm với Video Sai, vì cây này nó rất quý với chủ nhân và với chính mình nữa, nên Video Sai gọi là như thế. Bắt đầu là cây đã rời khỏi thùng xe và hạ xuống quý vị ạ. Rất nhiều người để cùng chung tay vào để hạ cây làm sao, vì cây này là một cây dăm cổ, gãy một dăm cũng rất quý quý vị ạ. Ô, em chào anh ạ. Vâng, chào anh. À vâng. Đúng rồi, xoay bệ đi, xoay bệ đi. Đúng rồi, xoay bệ đi, cho chuẩn. Xoay bệ đi, nữa đi. Tí nữa anh ơi. Tí nữa. Xoay tí bệ nữa đi. Đúng rồi. Hơi lệch tí, không cũng được nhỉ. Hơi lệch tí cũng được. Cái chân này rồi, tí xoay cái này sao. Xoay đây, xoay cái chân này được thôi. Xuống đi rồi xoay thẳng đường luôn. Tiếp xử đến cái quay cây quay tròn luôn. Dừa. Chào bonsai Đức Huy nhá. Vui cảm nhận thế nào về cây trực cổ này của anh Mạnh, nhà gỗ ở Hải Hậu? Vâng, đây là một cây trực cổ rất già và quý anh ạ. Và cây này thì theo em được biết thì cây này cũng qua rất nhiều những cái nhà vườn nổi tiếng. Cây này qua anh Thành Quán Toan này, anh Sửa Ba Thá này, rồi các anh Đông Anh. Thì anh Mạnh là người cũng tâm huyết về ngành cây đấy, okay. Yêu cây, nên anh mới giữ được cái tác phẩm quý này. Anh thì anh vừa gọi đây là siêu phẩm của anh, tức là với Video Sai gọi là siêu phẩm. Vì thực ra Video Sai rất thích dáng trực cổ như này. Vâng, không anh thích mà còn em nhiều người. Ok, nhưng mà với mình gọi thế, nó là một siêu phẩm của lòng mình, thật sự. Đúng rồi, còn như thế nào quý vị đợi một chút, chúng tôi sẽ đến gần để quay review kỹ quý vị một chút nữa về cái siêu phẩm của lòng mình đây. Bộ bệ tràn ngập luôn miệng quý vị, đang đẩy lên phe sống trâu là phê. Bộ thân thì miễn chê quý vị, chun chảy nu cục quý vị ạ, chun chảy nu cục rồi đấy, quý vị đấy ạ. Thật sự Video Sai mỗi lần quay đây nổi gai người luôn, vì nó quá là già như sắt như đồng vậy, bốn ngọn cây luôn quý vị ạ. Với ngọn cây luôn, kinh khủng. Dạ vâng, vâng, dạ vâng ạ. Đấy. À, anh Sơn đâu nhở? Đây, anh Sơn đây, em chào anh. Anh thế nào? Anh cảm nhận khi siêu phẩm này hạ cánh ở đất của ta, đất Bắc Ninh mình ạ? Quả thực trong cái đợt triển lãm lần này á thì đã rất nhiều siêu phẩm đến đây rồi. Vâng. Ngày hôm qua đã rất nhiều rồi, và hôm nay là có một cây Mạnh nhà cổ. Dạ vâng. Đến đây là khoảng là đường bộ bệ cực kỳ là đẹp và dạ vâng. Và cổ. Dạ vâng. Đang như này bộ bệ hiếm cây nào có bộ bệ đẹp như này. Đây là. Nói chung em nhìn cảm nhận thế này. Lần này đến giây phút này là ngày thứ hai mới buổi sáng thôi, nhưng em thấy Bắc Ninh sẽ thành công rực rỡ. Em cảm nhận lên tới 99% là sẽ thành công rực rỡ anh ạ, tuyệt vời. Xin nếu mà được như vậy thì cái cuộc triển lãm này mà đông đủ được nhiều tác phẩm đẹp, vâng, nhiều người đến thăm. Hôm nay, vâng, chúng tôi mới đi được khoảng, chắc mình nghĩ là được 2/3 chặng đường thôi. Vâng, đúng rồi. Cả 1/3 chặng đường phía trước. Đúng rồi, anh ạ. Xin trân trọng cảm ơn chú Sử Tôm đã đại diện tay anh Mạnh nhà cổ đem tác phẩm này lên đây, vâng, tham dự với cuộc chơi này. Dạ vâng. Và cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị, tất cả các anh em đồng hành trong cuộc triển lãm với ban tổ chức. Vâng. Vâng. Ok, vâng. Dạ.
Cảm ơn nhà vườn và cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời cho những người đam mê cây cảnh. Có bạn anh không đi được thì anh bàn giao cho tác phẩm để đưa đến đây để đi chơi. Cũng là hoàn thành, bây giờ hoàn thành gặp bác trưởng ban tổ chức rồi. Đã bàn giao rồi, bàn giao xong. Ok. Và hôm qua cây của anh Tuấn thầy chùa Vionsai là không thể quay được để lúc hạ xuống. Thì cũng mong tất cả mọi người thông cảm vì là cũng dồn dập. Vionsai cũng phải nhường lại cho những người khác. Mà không phải nhường đâu các bạn, mà có anh em khác họ đã quay rồi. Tại vì Vionsai cũng đi quay các cây khác thì YouTube thì có 5-6 anh em cùng quay cơ. Nên là thiếu cây nào thì mong mọi người rất sức thông cảm. Vionsai rất muốn chia sẻ rất nhiều nhưng mà vì thời gian nó hạn hẹp, để lắm lúc còn bỏ cả máy xuống để cây kích cây cùng với em mà tổ chức. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Vionsai xin dừng ở đây.